xuất thân từ một gia đình truyền thống, thậm chí hơi cổ. Nhưng mà trong gia đình truyền thống và cổ đó, nó gieo cho tôi những cái giá trị phải nói rất là vững chãi. Năm tôi 20 tuổi, tôi đang học cao học ở bên Anh, đang học ở Pháp, làm xong cử nhân. Tôi bay sang Cambridge, Đại học Cambridge, để ở đó một năm viết cái khóa luận thạc sĩ. Ít ai sẽ nghĩ rằng đối với một thanh niên Việt Nam ở Paris mà vì tâm trí bị lay động bởi cái qua đời của bác Hồ á, mà tôi quyết định một cái bước ngoặt, đó là một cái bước ngoặt. Cô cứ nghĩ cô sẽ tiếp tục cái nghề đó, nó cũng yên ổn thôi. Nhưng mà rồi ông Xuân Thủy ông gặp lại cô, ông mời ra, thì như vậy là đó là cái bước ngoặt lớn nhất về sự nghiệp của cô. Lần đó là cô tham khảo rất nhiều người, bà con, bạn bè trong ngành đối ngoại vân vân. Thì hai phe, một phe thì ủng hộ đây là cơ hội để đổi sự nghiệp mà phải ra Hà Nội, đương nhiên phải ra Hà Nội. Một phe thì nói thôi đừng ra, quen ai Hà Nội đâu ra, rồi buồn lắm, cô lập lắm, vân vân. Mà Hà Nội thời đó, tháng 11 năm 79, còn nghèo lắm, chưa đổi mới mà. Mà ông bà cụ của cô thì lớn tuổi rồi, ở trong Sài Gòn, thành thử bỏ ông bà cụ để ra Hà Nội, cô cũng có cái phân vân. Một trong những cái phân vân của bạn bè á, ngoài ra ngoài kia thì bị cô lập không có bạn bè, thì cô mới bác cái lập luận đó. Đấy, cô nói cái đó thì tôi lại không lo, tại vì ở đâu tôi cũng tạo được bạn bè cả. Mình phải tự tạo cái môi trường sống của mình, cũng như mình tiếp quản một cái nhà mà trống rỗng thì lúc đó mình mới tạo cái môi trường sống cho mình trong cái nhà. Còn đấy là tôi nói môi trường con người đó, thì môi trường con người tôi không sợ, tôi rất tự tin. Tôi nhớ tôi cũng còn nói một câu là ôi giời ơi, New York là thành phố không bao giờ ngủ, thì cũng có những người chết vì cô đơn giữa một cái thành phố sôi động nhất thế giới, có những người chết vì cô đơn. Cho nên không phải cái sự đông vui xung quanh mình nó là cái mặc nhiên làm cho mình vui được. Cái vui của mình là do mình tự tạo. Thành thử tôi bác cái đó, tôi chỉ phân vân chuyện ông bà cụ. Và tôi nghĩ cái này mới nhỉ, phải suy nghĩ mình làm bằng cổ hợp không, mình có đóng góp được gì không. Nhưng mà cái phe ủng hộ tôi ra thì cuối cùng thuyết phục được tôi và tôi nhận lời. Và may phước tôi nhận lời. Đương nhiên tôi không quay thường giáo dục đâu, tại vì nếu giáo dục hiểu theo cái nghĩa rộng nhất á, thì tôi làm giáo dục suốt đời người lớn của tôi rồi, nghĩa là khi tôi chia sẻ thì cũng là giáo dục. Còn cái nghề đối ngoại thì đúng là nếu tôi cũng phải nói như thả cá về nước thôi. Nhưng cái này tôi nói là về cái ý nghĩa về cơ hội. Cơ hội nó đến, có nghĩa là từ bên ngoài đưa ra, của ông Xuân Thủy không đề nghị thì ai kéo tôi ra Hà Nội. Thời đó là đối ngoại chỉ ở Hà Nội thôi. Cơ hội thì đôi khi nó phải đến từ chỗ khác, từ bên ngoài. Nhưng mà tranh thủ và chớp thời cơ là nằm nơi mình. Có thể là thời cơ nó sẽ đi qua và nó không quay lại. Anh thử cũng theo nghĩa ở đó tôi rất mừng là tôi do dự, nhưng mà cuối cùng tôi đã có được cái quyết định phải nói là quan trọng nhất trong sự nghiệp và làm việc của tôi đó. Tôi chỉ thêm một ý như thế này: tranh thủ cơ hội nhưng mà cũng phải biết tạo cơ hội. Tại vì thật sự những người từ Pháp về đâu phải có một mình tôi. Tại sao ông Xuân Thủy lại chọn tôi? Tôi nghiệm lại thôi. Mà ông Xuân Thủy thì phải nói tôi rất là kính nể, tại vì ông có cái ông là vừa là nhà thơ, vừa nhà báo, vừa nhà ngoại giao, vừa là cán bộ lãnh đạo chính trị, thì phải nói ông rất là tinh túy. Đâu phải đơn giản mà kéo ra đâu.
là phải tạo điều kiện bố trí trên chuyên cơ, đặt đồ và cái xe đạp cọc cạch của tôi thời đó 79 đó, đem ra Hà Nội vân vân. Thế thì như vậy một cái quyết định khá lớn rồi. Cụ liền bố trí cho tôi một cái căn hộ 24 mét, mà thời đó căn hộ ở Giảng Võ hàng có phòng trước 14 mét, phòng sau 10 mét, và bên hông là bếp và vệ sinh. Hai gia đình ở trong đó, tổng cộng 7-8 người, mà cụ yêu cầu là giải phóng để cho cái cô độc thân này tới ở. Táo bảo không, lúc cô dọn về đó là ai cũng trôi hết cả mắt, tại vì cụ có vô Sài Gòn tới cái villa mà của gia đình cô. Các cậu không biết cô này, cô từ bỏ ở trong cái villa 700 mét của gia đình mà để ra ngoài này, thì cô phải có khu vệ sinh riêng, không thể khu tập thể được. Đấy, rất là con người. Lúc cô đặt vấn đề thì tôi có tâm sự, tôi hơi phân vân là từ bỏ cái sự nghiệp giáo dục, mà tôi cũng chưa rõ và chưa chắc là tôi có thể đóng góp gì đáng kể cho mặt trận đối ngoại. Cô nói câu như thế này: giáo dục quan trọng lắm và cô đang làm tốt, nhưng mà làm tốt như cô trong ngành giáo dục chắc không phải là thiếu đâu. Nhưng mà mặt trận đối ngoại của Việt Nam năm 78-79 á, thiếu những người như cô là sống lâu ở phương Tây, cho nên là hiểu cái lối sống, cái văn hóa, cái xã hội phương Tây, mà cái đó đã thiếu ở Hà Nội. Đúng thế, khách quan là đúng, tại vì trước 75 là mình bị bom đạn ở ngoài Bắc, có đi đâu đâu, thanh niên Việt Nam kể cả ngoại giao thì đi rất là ít, đi xã hội chủ nghĩa chứ đâu có đi phương Tây đó. Mà lúc đó cấm vận thì càng chưa đi được. Thì cô là người sống trong lòng phương Tây 10 mấy năm trời, 18 năm trời, thì cụ Nghiêm rất cần một người hiểu phương Tây, làm về phương Tây thì phải hiểu phương Tây, làm thuận hay nghịch đi nữa thì phải hiểu, phải biết và hiểu. Cho nên phải là cô phục lắm luôn, cô phục là cái cách đặt vấn đề của cô để thuyết phục cô. Tiềm năng nào đó, thì cái đó là cái cơ may của cô. Nhưng mà như thế này này, không thể chỉ có cơ may, cái cơ may nó cũng phải có cơ sở của nó. Thế thì có nghĩa là gì? Mình sống trong đời á, mình hành vi ra sao để những cặp mắt quan trọng và sắc có thể nhìn thấy tiềm năng của mình, mà mình phải làm cái đó một cách vô cùng tự nhiên, phải là chính mình. Mà khi cái chính mình đó, chứ không bao giờ tôi khuyên, nếu các bạn nghĩ rằng tôi đang khuyên là như là đóng kịch 24/24, không phải. Ý là phải sống tư duy và hành vi như thế nào mà tỏa ra cái bản lĩnh, cái trình độ, cái bản lĩnh, định hướng, cái hứa hẹn của mình. Tại vì tôi không thể tự lý giải. Nói thật nhé, tôi đâu có ngồi ở bên Pháp, thì tôi đi tiếp xúc với những đoàn của hồi sinh viên á, tôi gặp cô là thế thôi, chứ tôi cũng có dịch vài lần cho một cách không chính thức cho bà Nguyễn Thị Bình, nhưng mà cô thì tôi có dịch cho cô đó, cô Xuân Thủy á. Tôi nghĩ là các bạn trẻ mà đang nghĩ làm sao vươn lên đây, làm sao thì hãy trước hết là chính mình mà một cách thuyết phục. Tại vì có khi chính mình mà không thuyết phục thì không lọt vào mắt xanh của những người có cặp mắt sắc và có cái vị thế có thể tạo điều kiện được. Tôi gửi gắm như vậy để các bạn hiểu, không có xin xỏ. Hãy là chính mình. Nhưng mà cái chính mình đó là phải như là kim cương thì sáng,
mà không phải quảng cáo. Và dĩ nhiên rằng là khi mà mình bắt đầu thì bao giờ cũng sẽ có những người có sức ảnh hưởng với mình, là những cái người thầy, những cái người truyền cảm hứng cho mình. Thì chắc có lẽ là cô Xuân Thủy là một trong những số đó đúng không ạ? Vâng, dù rằng là đó là về con người lãnh đạo, một vị lãnh đạo. Cô phải chia sẻ câu chuyện, cô đã chia sẻ trong một chuyện kỷ niệm Hiệp định Paris, nhưng mà thôi cô phải kể lại vì cái này quá vui, câu chuyện vui, đó là hài hước của cô. Nhà báo họ kể là một lần mà trong thời kỳ mà hòa đàm Paris, có một lần cô ở Hà Nội về, bao nhiêu báo chí phương Tây đang đứng ở sân bay để phỏng vấn cô. Mà thời đó là thời phong trào mini jupe, mini skirt, váy rất là ngắn mà từ bên Anh mà du nhập khắp nơi ở châu Âu. Một cậu nhà báo là hơi chơi điệu để phỏng vấn ông cả bộ lãnh đạo cộng sản rất là đào màu. Một câu ông nghĩ gì về mini jupe, thì thằng nhà báo nó tưởng là nó bắt bí ông Xuân Thủy, mà ông Xuân Thủy ông chỉ nghĩ có mấy giây và ông trả lời rất là chiếm chuệ là tôi nghĩ nó không thể ngắn hơn. Tức là bọn báo chí ở đó nó cười phá lên, cụ trả lời có mấy chữ mà rất là hài hước. Tôi nghĩ nó, tại vì mọi thật nó ngắn thật thôi đó, tôi nhớ ngắn hơn nữa thì thôi mặc làm gì. Đấy, nói như vậy để nói đến cái con người sắc sảo và tinh túy như thế nào. Còn về chuyên môn thì tôi không thể không đề cập đến là cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Thời đó là thủ trưởng chính ông Nguyễn Cơ Thạch xin cho tôi về Bộ Ngoại giao. Lúc tôi mới ra là tôi ở cơ quan của ông Xuân Thủy là Ban Đối ngoại Trung ương Đảng từ năm 79 cho đến 83. Mà lại một lần nữa, năm 80 á, tôi nhớ tôi được đi dịch phục vụ Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi Ấn Độ. Và trong đoàn đó có ông Nguyễn Cơ Thạch. Thì ngay sau đó ông Thạch bảo cô nên về Bộ Ngoại giao đi, nhiều cơ hội hơn. Mà lúc đó mặc dù tôi nghe Bộ Ngoại giao tôi thích lắm, nhưng mà tôi từ chối. Tôi cân nhắc, tôi suy nghĩ, tôi từ chối tại sao? Mình không thể vô ơn được. Cái lần thứ nhất là tôi từ chối. Nhưng mà cái cơ may của tôi là ông Thạch, ông rất là kiên định. Cho nên cuối cùng năm 83 phải đánh đổi với bên Ban Đối ngoại Trung ương là cho một cán bộ của Bộ Ngoại giao qua tham gia lãnh đạo ở bên Ban Đối ngoại Trung ương á. Và lúc đó kéo tôi về. Mà ông Nguyễn Cơ Thạch á, tôi nói thật là về trí tuệ á, về sự sắc sảo đối ngoại kinh khủng. Cái mà tôi học ở nơi ông Thạch là gì? Sự chủ động, không sợ sệt, đó. Cương nhu, lúc chính thức, lúc không chính thức. Thì tôi nhớ cái đàm phán giữa ông Thạch với tướng VC của Mỹ, lúc đó là liên quan đến bình thường hóa quan hệ. Thì ông Thạch mời ông tướng VC phát biểu trước. Ông tướng VC thì bảo thôi ngài phát biểu trước. Thì như vậy cuối cùng là qua lại, nhưng mà ông Thạch vẫn thắng được, là vì ông nói ở phương Đông chúng tôi là có cái tập quán là người khách từ xa đến luôn luôn là ưu tiên. Cho nên dứt khoát là ông phát biểu mở đầu. Thì như vậy, đây có phải là vấn đề lễ nghi không? Không phải. Ông thật muốn nghe phía Mỹ nói cái gì để đánh giá thử xem là người ta đến đàm phán á, người ta có ý định gì, cao thấp, rộng hẹp, đại thể, để lúc đó mình cái này không biết em có xem cái trận của cô chị xem cho cũng chơi tennis đó, là mở đầu là phải chọn là ra tay và đón nhận. Cô Thạch chủ động xin đón nhận để làm gì? Tại vì cô cần để đánh giá đối phương là định
định cương nhu ranh sao, cao thấp ranh sao, và cuối cùng cụ lấy văn hóa để áp đặt là ông phải bắt đầu, phía Mỹ phải bắt đầu. Rồi cô chứng kiến tiếp theo là gì? Có lúc căng thẳng vân vân, nhưng mà đến lúc cà phê á thì ông vui vẻ hỏi thăm gia đình rồi hobby rồi, rất là đời thường. Và tự nhiên là gì, bài học là gì, là cương nhu, nhiệt độ cao, hạ thấp nhiệt độ bằng cách hỏi về con người hiện đại không? Mà đó là những năm 80 đấy, 87 á. Cái thời điểm đó thì khi mà cô làm một công việc liên quan tới ngoại giao như vậy á, thì có bao giờ cô cảm thấy là bị ngợp khi nó là một cái công việc mới với mình? Và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà mình làm sai sót một cái điều gì đó. Cảm tưởng khủng hoảng thì chưa bao giờ. Nhưng mà cảm tưởng lẽ ra có thể làm tốt hơn thì thỉnh thoảng cũng có. Nói khác á. Khủng hoảng theo nghĩa là sợ mất phương hướng thì không. Nhưng mà cảm thấy chưa hài lòng với bản thân, cảm thấy kể ra mà. Trong cái cuốn sách mà vài năm nữa tôi sẽ bắt tay vào thì tôi sẽ nghiệm và chia sẻ những cái câu chuyện thành công, nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ vài câu chuyện chưa tới nơi tới chốn của, hoặc do khách quan hoặc chủ quan mà mình thấy chưa thật ổn. Cái lần do dự duy nhất là đó, là cái bước ngoặt quyết định của cuộc đời sự nghiệp á, thì đó là quyết định ra Hà Nội để gia nhập mặt trận đối ngoại. Thông thường thì ít khi tôi phải tham khảo ý kiến ai, nhưng mà lần đó thì tôi có trao đổi, cũng mất mấy tuần lễ để cân nhắc, để nghe ngóng. Nhưng mà sau khi trao đổi với ông bà cụ, thì mà nhất là ông cụ, thì ông lại khuyến khích tôi, như vậy hằng giảm bớt cái phân vân của tôi. Vậy thì với cái công việc làm ngoại giao thời điểm đó thì cô đã nhìn nhận được thêm điều gì ở bản thân của mình? Khả năng tranh thủ, thuyết phục và thu phục. Tôi nhớ là những năm ở ban đối ngoại trung ương á, vai trò của tôi chủ yếu là vẫn là dịch tài liệu và phiên dịch cho các đoàn khách và các vị lãnh đạo. Thì tôi nhớ là tôi thập tùng vợ chồng ông chủ tịch của ủy hội chữ thập đỏ quốc tế từ Thụy Sĩ sang. Tôi rất thoải mái, tôi kể chuyện, rồi tôi nhắc về họ phải nhìn Việt Nam bằng con mắt như thế nào. Tôi mới chọn là tôi kể với họ là ông Phạm Văn Đồng là một trong nhà lãnh đạo ban đầu của gọi là phong trào giải phóng dân tộc và cuộc cách mạng Việt Nam. Ông là xuất thân là gia đình quan lại, chứ đừng nghĩ là người làm cách mạng toàn nông dân, những người trong gia đình quan lại, kể ra là cả tôi đó. Thì tôi chọn những câu chuyện như vậy để tôi vừa thạch tùng họ đi tham quan, vừa tôi nói chuyện, chứ không phải tôi làm thi mà đi theo họ. Thế là lúc kết thúc cái chuyến thăm của họ, họ nói bằng tiếng Pháp: Madame, vous êtes une bonne avocate pour le Vietnam, là gì? Cảm ơn bà là một là người giới thiệu biển hồ cho Việt Nam rất là tốt. Nghĩa là ngay cả từ đó rồi là tôi đã có thể hiện cái năng hiểu về truyền thông, hiểu theo nghĩa rộng. Chúng ta không thể không nhắc đến bên cạnh là một nhà ngoại giao thì phải là một nhà giáo dục. Từ những năm 20 thì cô gắn liền với giáo dục. Sau đó thì cô cũng đã đến với một cái cơ hội mới là một nhà ngoại giao. Và con được biết là những năm 60 thì cô cũng đã quay trở lại với công việc là một nhà giáo dục, khi là chủ tịch hội đồng sáng lập của trường Đại học Tư thục Trí Việt. Dạ, một dự án không vì lợi nhuận.
Và cái cảm giác mà khi cô quay trở lại với giáo dục ở thời điểm năm 60 của mình rồi thì không biết lúc đó nó như thế nào hả cô ha? Thứ nhất phải kể câu chuyện vui. Có cái năm đó là đang đi ở Pháp, đang làm dự án mà ngồi trên xe với vài anh chị người Việt trong cộng đồng người Việt, thì có một chị, tôi cũng nhớ chị đó là người trong nước hay người của cộng đồng, mà tự nhiên là nói ôi giời, phụ nữ tuổi 50 không nên bắt đầu cái gì mới. Từ miệng của một phụ nữ mà mình thì lúc đó đã 60, thành thật mình nghĩ thầm trong bụng ôi giời ơi, của cô này, cái chị này kỳ quá đi đó. Thế thì tôi cảm nhận cái lúc tôi trả văn phòng rồi trả xe công vụ, thì tôi để đi dự cái hội thảo ở đại học cũ của tôi là đại học Cambridge, xong cái là tôi bay về Sài Gòn để bắt tay vào cái dự án này, và tôi cũng dành 3-4 năm cho nó và tôi thất bại. Nhưng mà tôi không tiếc, tôi không tiếc theo cái nghĩa là tôi thú vị, thích thú vì ít nhất là cách đặt vấn đề dự án là thu hút được sự ủng hộ của khá nhiều bạn bè, trí thức, kể cả một ít giảng viên và nhà giáo dục nước ngoài. Thích thú lắm. Cái này là suốt đời cô là cô làm cái gì mà một khi nó đã nảy sinh trong đầu rồi á, thì cô phải chuẩn bị điều kiện cho nó. Thời điểm để bắt tay nó đến á, thì cứ như thế mình làm, không nhìn lui. Thư ký cũ của cô ở Quốc hội nói là cô là cô nên là người trả xe công vụ và trả văn phòng sớm nhất. Là cô họp cái mùa hè tháng 7 2007, xong cái là cô đã chuẩn bị trước để trả hết rồi, cô bay đi Cambridge mà. Cambridge xong rồi bay về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ý cô cũng nói là cô không phải bị đứt đoạn nào cả, mà cô nghiệm lại là làm đối ngoại mà cho Quốc hội thì nó một bước chuyển tiếp để đến với xã hội. Ngoại giao có nhiều thuận lợi, ngành ngoại giao á, nhưng mà có cái bất lợi là ít tiếp xúc với xã hội quá, các tầng lớp của xã hội quá. Chính vì là suốt ngày họ phải lo mà đi ở hướng ngoài và phải đi rồi vân vân. Khi tiếp xúc tại chỗ thì toàn tiếp xúc với các sứ quán và các tổng lãnh sứ quán. Cho nên là cái giai đoạn 5 năm mà làm đại biểu Quốc hội nó giúp cho cô là phải tiếp xúc với các thành phần khác nhau, thì cũng là cái bước chuyển tiếp rất tốt để sau đó cô bung ra, gọi là cô bung ra xã hội. Thành thử là cô cảm thấy nó không còn bị cái đứt gãy hay là cái hận gì cả. Nhưng mà đồng thời cô cũng phải nói là như thế này, vì cô chưa bao giờ quan trọng chức vụ. Chức vụ là một công cụ để cố gắng đóng góp tốt hơn, hiệu quả hơn, để phát huy cái khả năng của mình để đóng góp cho sự nghiệp mà mình đã chọn. Có những người họ hết chức vụ thì tự nhiên họ cảm thấy như họ bị mất cái gì ấy, là họ mất cái thế á. Cái thế gì mà cô chưa bao giờ cảm thấy là bị mất cái thế cả, vì cái thế mà của chức vụ á là cái thế mong manh nhất. Cô nghĩ nếu mà mình muốn làm một cái trường là chất lượng cao á và thực sự tôn trọng chất xám của là những người giảng dạy và nghiên cứu, và tôn trọng quyền lợi của thanh niên và các gia đình á, thì phải không vì lợi nhuận. Mà khi tôi nói là một đại học tư thục không vì lợi nhuận, người ta lại bảo ủa chị Ninh ơi, sao lại tư thục mà không vì lợi nhuận? Nghĩa là họ không hiểu khái niệm không vì lợi nhuận. Không có nghĩa là không lợi nhuận, mà không vì, cái chữ vì này quá quan trọng. Có nghĩa hẳn như là sau này, hiện nay á, người ta là hiểu về cái khái niệm là doanh nghiệp xã hội. Doanh nghiệp xã hội phải sinh ra lợi nhuận, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của nó không đơn thuần là lợi nhuận, phải dành đấy 51% của cái lợi nhuận đó để
tái đầu tư vào cái mục đích xã hội đã công bố. Trên thế giới người ta biết hết rồi, mà mình ở Việt Nam thì đã nói tư thục là phải vì lợi nhuận, không phân biệt giữa vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận. Cho nên là có lẽ lúc đó là đụng vào cái đá là cuối cùng con thuyền phải dừng lại ở đó, vì những bên mà có thể đầu tư vào á thì chưa sẵn sàng. Cho nên thôi, đây là vì ý tưởng hay, ý tưởng đẹp, có tập hợp được bạn bè và một số trí thức chuyên gia học giả một thời gian nhưng mà không thành công đó, anh thử. Và phải nói thật là phép tắc thì rất khó. Và nhiều người nói vì bà Ninh thì không biết cái cách vận động bộ máy đó. Bây giờ thì chúng ta thấy rất nhiều đại học tư thục, nhưng mà đương nhiên là nó khác với cái ý định của tôi những năm đó. Và chắc chắn là cô vẫn sẽ tiếp tục với những dự án không vì lợi nhuận nữa. Con rất là muốn nghe về những điều đó ngay lúc này. Vâng, thì đó, hiện giờ tôi đã làm chủ tịch Quỹ Hòa Bình và Phát Triển từ năm 2015, thì cũng hơn 7 năm rồi. Tôi đang tìm người thay tôi. Nhưng mà trước khi điều đó xảy ra thì tôi đang góp sức để triển khai một cái gọi là dự án hàng đầu, tiếng Anh là Flagship Event đó, Project cho quỹ. Sau 50 năm tôi cảm thấy là Việt Nam đang đứng trước một cái thời vận, một cái thời khắc mà cho phép thể hiện với thế giới cái thế đứng, cái thành tựu, cái tiềm năng của mình. Và cũng đã đến lúc là người Việt trên thế giới và trong nước phải nói là họ đạt được những cái thành tựu quá nổi bật mà ít ai kịp chú ý đầy đủ. Thì tôi nghĩ cái thời khắc Việt đã đến, tại vì sắp sửa sẽ là sớm 2 năm nữa sẽ là kỷ niệm 50 năm hòa bình lập lại, đất nước thống nhất. Thì đã đến lúc mình phải đứng ở một cái thế nó khác. Mình phải biết tự hào mình là người Việt và mình có thể chứng minh mình đáng tự hào thật. Thành thử là tôi đang tập hợp được sự ủng hộ của khá nhiều người sẽ tổ chức một cái diễn đàn Việt Nam mang tên là Thời khắc Việt, định là nửa đầu sáng năm đó, mà tại thành phố này. Yeah. Thì để như vậy là thể hiện những cái thành đạt về tất cả các ngành, để nói lên là người Việt bây giờ là đã vươn lên rồi, và chứng minh là có những người Việt sinh ra ở nước ngoài bây giờ đang về làm ăn ở đây. Điểm sáng của cái diễn đàn đó sẽ là một cái bảng Atlas điện tử để cho thấy, để chiếu sáng vào những cái thành tựu đó. Rồi cái tầng lớp thứ hai là gì? Ở các nơi đều có những cái database, những cái mạng lưới. Yeah. Thì cũng khá nhiều việc nhưng mà thú vị lắm. Yeah. Rất là thú vị. Thì tôi nghĩ đây là cái dự án cuối cùng của tôi về tư cách là chủ tịch của Quỹ Hòa Bình và Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ bút nghiêng viết cái cuốn sách về các câu chuyện ngoại giao. Yeah. Tôi nghĩ là khát vọng, tò mò và hành động và chia sẻ. Tại thế nếu để trẻ tôi nghĩ là phải có khát vọng. Cho nên là tôi thì không nhảy múa được, nhưng mà tôi rất thú vị nhìn là những người trẻ, ví dụ cái A O Show á, ở thành phố. Yeah. Tôi thích lắm. Tôi rất thích nghệ thuật. Yeah. Tôi rất thích nghệ thuật. Đó. Cho nên là phải có khát vọng, phải cũng biết thưởng thức cái gì ngoài cái chuyên môn của mình. Nãy giờ tôi nói nhiều về chuyên môn, nhưng mà tôi rất thích thú là tìm hiểu xem trên thế giới và cả Việt Nam á, thì có những cái điều gì mới, những hoạt động nghệ thuật ra sao, những cái vấn đề ẩm thực thế nào. Rồi cho nên suốt ngày nói thật tôi cũng còn hơi bận rộn, mà tôi nếu thấy đây là cái điều hay mà
tôi muốn tham gia ý kiến hoặc là họ cần ý kiến của mình thật sự thì tôi lại thông thường ít khi từ chối. Nghe câu chuyện của cô Tô Thị Ninh thì chúng ta thấy rằng là mình phải có được một cái giá trị là mình hiểu quá khứ để mà mình có thể hiểu được hiện tại và tương lai, và để tạo ra những cái cơ hội mới cho mỗi người trong chúng ta. Có một cái điều này con muốn hỏi cô nữa thôi. Nhìn về cái khung cảnh ở phía sau này thì cô nghĩ đến điều gì ạ? Chính cái dự án của cô thời khắc Việt, coi như là giao lưu, là di chuyển tuần hoàn, sự tuần hoàn người Việt sinh ra ở nước ngoài mà bây giờ về làm việc, định cư làm việc ở Việt Nam không ít. Cái này chỉ có thiếu là nó đang tịnh, chứ còn nếu nó đồng, nó quay á, thì phải nhiều mũi tên, phải thêm nhiều mũi tên để nói lên là cái thế giới luôn biến động vòng trong và ngoài, mà nó tương tác với nhau thì nó là vừa sống đồng vừa phức hợp. Cho nên là sống đồng là cơ hội, phức hợp là thách thức. Nhưng mà nó là cái gì vậy? Dạ, mỗi người thì sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Và ngày hôm nay thì con rất là vui khi mà con nghe được góc nhìn này, những sự chia sẻ vừa rồi từ cô Tô Ngữ Thị Ninh. Và chắc là con cũng xin phép được mượn những cái chia sẻ vừa rồi của cô để có một chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Vâng. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Quang Huy và ekip của Kita 20 cảm thấy rất là trân quý và vinh hạnh khi được trò chuyện cùng với cô. Và ngày hôm nay với câu hỏi cuối cùng, khi hỏi cô nhìn thấy điều gì ở khung cảnh này thì cô cũng nghĩ đến dự án của cô thời khắc Việt. Quý vị cũng thấy rằng là cô luôn luôn làm việc không ngừng, mà điều làm việc của cô luôn luôn gắn liền với hai tiếng Việt Nam thân thương của chúng ta. Và con tin chắc rằng là với những chia sẻ ngày hôm nay, nó sẽ góp thêm phần là một cái kim chỉ nam rất là hữu ích dành cho những bạn trẻ theo dõi chương trình ngày hôm nay, để các bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Cô có điều gì muốn nói thêm, chia sẻ cùng với tất cả quý vị khán giả nữa không ạ? Tất cả những cái gì chúng ta làm phải làm sao nó mang lại niềm vui cho bản thân nữa. Những cái gì mà tôi cố gắng tôi chia sẻ vừa rồi á, thì nó mang lại bao nhiêu niềm vui cho cho tôi. Cho nên là tôi nghĩ là niềm vui trong cái chung, mà cái chung nó phải lồng vào cái riêng, mà hai cái đó phải quyện vào nhau một cách nhuần nhuyễn, làm sao cái riêng nó đừng nuốt chung cái chung, nhưng mà cũng làm sao cái chung nó đừng triệt tiêu cái cái riêng đó. Thì cái bài toán này tôi nghĩ là bài toán của cả cuộc đời của mỗi chúng ta, của mỗi thanh niên. Chứ còn mà thanh niên mà ví dụ là làm việc rất hay nhưng mà không vui, không gây hứng thú nơi người khác thì chưa tới. Đã là tuổi trẻ, tôi nghĩ là nó phải hăng say, phải vui vẻ, thành công, thành đạt, nhưng mà trong sự vui vẻ mới được, tự tin và vui vẻ. Cho nên tôi muốn kết thúc nói là thôi, xin chúc tất cả tuổi trẻ Việt Nam trong và tuổi trẻ gốc Việt trong và ngoài nước thì tiếp tục là vươn lên tỏa sáng và làm cho tất cả người Việt ngày càng là cảm thấy tự hào mình là người Việt Nam. Và trong khung khổ của cái thời khắc Việt vài ba năm sắp tới là cố gắng là có một cái dấu ấn gì đó, mỗi người cố gắng có một cái dấu ấn. Rất là hay trong cuộc đời riêng và trong cuộc đời làm việc của mình. Nhưng mà tôi cảm thấy tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn nhận ra mình, biết mình là ai và biết mình phải gắn bó và đóng góp như thế nào với xã hội, với đất nước, với cả nhân loại. Năm nay tôi là 76 tuổi rồi, tuổi Tây là 75 tuổi rồi. Đương nhiên, thân thể thì không có trẻ.
Nhưng mà khối óc, trái tim và cái sự yêu đời và biết mình sống để làm gì thì vẫn nguyên vẹn.